nay thì chúng tôi sẽ không có chiếc máy ATM ở phía sau, mà chúng tôi sẽ có 3 chiếc két. Trời, chiếc két sắc luôn đấy hả? Mỗi một chiếc két sẽ chứa một thông điệp là một tấm thẻ. Đó là giữ nguyên, nhân đôi hoặc chia đôi số tiền thưởng của người chơi. Đầu chương trình thì người chơi sẽ lựa chọn két, rồi sau đó đổi mật mã của mình. Đến cuối chương trình, số tiền thưởng của các bạn đang có là bao nhiêu, các bạn sẽ mở két để xem thông điệp bên trong đó là gì. Có thể là nhân đôi, có thể là chia đôi. Nhưng mà nhìn cái mặt em vậy thôi chứ em bóc được là chia đôi nha. Em bóc được là chia đôi nha. Thế à? Đúng rồi. Bởi vì những người cao như em nên chia đôi đi cho nó giống người bình thường. Và tôi cũng quyết định luôn thưa quý vị, tôi rất là nhiều việc trong chương trình, khó mà có thể kiểm soát hết được 3 chiếc két này. Tôi xin được giao nhiệm vụ này cho trợ lý mới của tôi, Diệu Nhi. Em sẽ là người thủ két. Dạ, thủ két. Cảm ơn thủ két. Thủ két. Mình giống học két rồi. Thì mình có thủ kho đúng không? Thì là những là người quản lý kho. Thì đây là người thủ em? Két, có nghĩa là quản lý những chiếc két. Nói không em? Ủa, em sắp đây kia làm gì vậy? Em ơi! Anh giao cho em là để em trông nom. À, em kiểm tra chứ không phải là em bê đi. Em định bê đi đâu đấy? Dạ, em ôm trong người cho nó. Ôm ba chiếc luôn. Em tập trung ra đây đi. Ai giới thiệu em đến với chương trình đi? Em cũng không biết. Vâng, tôi bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của Diệu Nhi với người giới thiệu bạn ấy đến với chương trình. Chắc là cũng có họ hàng đấy. Dạ chắc cũng có chứ, em vậy mà giới thiệu vô đây làm chi. Tốt. Em hiểu mình như thế là anh mừng rồi. Tốt được rồi, anh sẽ dạy em học việc từ từ. Đứng ra sau lưng anh đi.